Điều 82, xác định chứng cứ. Việc xác định chứng cứ thì cũng lại thêm một cái con số 9 rất là đẹp. Tài liệu đọc được được coi là chứng cứ nếu bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cung cấp xác nhận. Thứ hai, tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ tài liệu, nếu họ tự thu thập, thu hình hoặc văn bản xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan đến việc thu âm, thu hình đó. 3. Thông điệp dữ liệu tài liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Vật chứng là chứng cứ thể hiện vật gốc liên quan đến vụ việc. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, ghi âm, ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác lưu trữ âm thanh, hình ảnh theo quy định của khoản 2 điều này hoặc khai bằng lời nói tại tòa. 6. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định. 7. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định. 8. Kết luận định giá, thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá, thẩm định giá được tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định. Văn bản xác nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc lập văn bản xác nhận sự kiện, hành vi pháp lý được tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định. 10. Các cái nguồn khác theo quy định của pháp luật được xác định là chứng cứ. Chúng ta sẽ tiếp tục qua điều 83, giao nộp tài liệu chứng cứ. Điều 83 của luật tố tụng hành chính, trong quá trình tòa án giải quyết vụ án hành chính, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu chứng cứ cho tòa án. Nếu đương sự không nộp hoặc nộp không đầy đủ tài liệu chứng cứ do tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng, thì tòa án căn cứ vào tài liệu chứng cứ mà đương sự đã giao nộp cho tòa án, đã thu thập theo trình tự khoản 2 điều 84 của luật này để giải quyết vụ án. Việc đương sự giao nộp tài liệu chứng cứ cho tòa án phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của tài liệu chứng cứ, số bản, số trang của tài liệu chứng cứ và thời gian nhận, chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của tòa án. Biên bản phải lập thành hai bản. Một bản lưu vào hồ sơ vụ án hành chính và một bản giao cho đương sự nộp tài liệu chứng cứ. 3. Đương sự giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ bằng tiếng dân tộc, tiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực hợp pháp. Thời gian giao nộp tài liệu chứng cứ do thẩm phán được phân công giải quyết vụ án ấn định nhưng không quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm quy định tại điều 130 của luật này. Trường hợp tài liệu chứng cứ được giao nộp chưa đảm bảo đủ cơ sở để giải quyết vụ án thì thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu chứng cứ. 6. Trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập được tài liệu chứng cứ có yêu cầu hoặc xét thấy cần thiết, tòa án có thể tự mình hoặc ủy thác tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ các cái tình tiết liên quan. Thông qua cái điều này thì tôi nghĩ rằng mình cũng cần phải có những cái video để khai triển thêm những cái kiến thức cơ bản mà luật sư có được trong cái quá trình hành nghề. Điều 84 của luật tố tụng hành chính. Điều 84, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ. Cái việc xác minh thu thập tài liệu chứng cứ thì nó như thế nào các bạn? Nó sẽ tuân theo những cái quy định của bộ luật tố tụng hành chính. Nó gồm có 6 khoản. Chúng ta cùng nghiên cứu nào.
đương sự có quyền thu thập chứng cứ bằng những cái biện pháp sau đây: thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được thông qua dữ liệu điện tử; B. Thu thập vật chứng; C. Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng; D. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cho phép hoặc cung cấp những tài liệu đó có liên quan đến việc giải quyết mà cơ quan, tổ chức đó đang lưu giữ, quản lý; yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký của người làm chứng; yêu cầu tòa án thu thập tài liệu chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập được tài liệu chứng cứ; yêu cầu tòa án ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các cái công việc khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong các trường hợp do luật này quy định, thẩm phán có thể tiến hành một hoặc một số cái biện pháp sau đây để thu thập tài liệu chứng cứ. Những cái biện pháp đưa ra là: lấy lời khai của đương sự, người làm chứng; đối chất giữa các đương sự với nhau và giữa đương sự với người làm chứng; xem xét thẩm định tại chỗ; xem xét trưng cầu giám định; quyết định định giá tài sản; ủy thác thu thập xác minh tài liệu chứng cứ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ án; biện pháp khác theo quy định của luật này. 3. Khi tiến hành các biện pháp quy định tại điểm C, điểm D, điểm E, điểm G khoảng 2 điều này, thẩm phán phải ra quyết định và nêu rõ lý do và yêu cầu của tòa án. 4. Trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, thẩm tra viên có thể tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ quy định tại điểm A, điểm G khoảng 2 điều này. Khi thẩm tra viên tiến hành các biện pháp quy định tại điểm G khoảng 2 điều này, tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của tòa án. Số 5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thu thập được tài liệu chứng cứ, tòa án phải thông báo cho các đương sự để họ thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của mình. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu tòa án xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án, trường hợp kháng nghị bản án hoặc quyết định của tòa án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì viện kiểm sát có thể xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đảm bảo cho việc kháng nghị. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái biện pháp. Thì thông thường vì đây là một cái việc độc luật, cho nên luật sư Thu Đoàn cố gắng chuyển đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị, và xét thấy cần thiết có những cái quy định của pháp luật thế nào là ủy thác thu thập chứng cứ tài liệu, thì luật sư Thu Đoàn sẽ đọc và phân tích bằng một cái vụ, một cái video riêng. Các bạn có thấy hài lòng hay không? Còn do là thư viện sách nói, thư viện luật nói của Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì đó là một trong những cái cố gắng, sự nỗ lực của luật sư Thu Đoàn. Sắp tới thì luật sư Thu Đoàn sẽ có một cái video về việc ủy thác thu thập chứng cứ cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Và tiếp tục với những cái đọc của cái chương chứng minh và chứng cứ. Cảm ơn quý bạn đọc đã thân thương, đã lắng nghe và thẩm thấu những cái kiến thức pháp luật có lợi cho chính bản thân mình. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái vui vẻ. Nếu như trong trường hợp bạn nào không đồng ý với giọng đọc của luật sư Thu Đoàn, thì chúng ta có thể search trên mạng và chúng ta tìm cái luật tố tụng hành chính. Và như vậy, có một số bạn nào không đồng ý với luật Việt Nam nữa thì chúng ta sẽ không coi. Hôm nay luật sư Thu Đoàn có tâm trạng lắm, tại vì trên một cái video có một bạn để lại những cái lời lẽ rất là tiêu cực, và tôi không biết rằng bạn đó là có một cái mục đích chính trị hay là mục đích là gọi là muốn bôi nhọ gì đó về giới luật sư hay như thế nào đó. Hy vọng rằng đây là một cái sân chơi mà tâm huyết của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, của cá nhân luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Nếu các bạn không có đồng ý với cả cái sự trao tặng
và các bạn không cần nhận, thì các bạn có thể sử dụng cái hình thức phát là chúng ta sẽ ngồi uống cà phê, ngắm cảnh san hoa, và chúng ta sẽ không xem video của luật sư Thu Đoàn nha, để bớt nói những lời dễ xa nhau. Cảm ơn quý bạn đọc đã thân thương. Chúc quý ông bà cô bác và anh chị nhiều sức khỏe.